Ok, chào các bạn. Cận thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn với cái buổi livestream số 4 trong chuỗi video tủ sâu hỗ trợ 2K4 tổng ôn trước thi. Hôm nay chúng ta sẽ lại quay lại với cái bài đầu trong cái chuỗi livestream hỗ trợ các bạn ôn tủ sâu trước thi này, thì cô chia thành 3 phần. Phần 1 là ôn tủ sâu cầm chắc 6-7. Phần 2 là ôn tủ sâu cầm chắc 8 cộng. Và phần 3 là ôn tủ sâu cầm chắc 9 cộng. Thì chúng ta đã đi qua 3 buổi rồi. Thì hôm nay sẽ là buổi thứ 4. Buổi hôm nay của chúng ta lại quay lại cái phần chương trình như cái buổi đầu, tức là ôn tủ sâu cầm chắc 6-7. Xong là đến tối mai chúng ta lại học là ôn tủ sâu cầm chắc 8 cộng, đúng không ạ? Xong đến tối ngày kia chúng ta lại học là ôn tủ sâu cầm chắc 9 cộng. Ok. Các thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn này. Chắc là bây giờ các bạn không phải học ở trên trường nữa đâu, phải không ạ? Tức là bây giờ chúng ta chỉ có thời gian ở, chúng ta chỉ việc ở nhà và chúng ta ôn thi thôi, phải không ạ? Nên là nếu như giả dụ mà cô có phải dậy quá 7 giờ cũng không sao, đúng không ạ? Sao chưa xong chưa? Em thân mến, cái phần nội dung hôm nay cô cho anh chữa này, nó sẽ là bổ trợ cho chính cái phần bài tập ngày thứ 2 của nhóm kín. Vì vậy mà các bạn học sinh nhóm kín nhớ tham gia kết hợp với cái phần chương trình này. Nhớ nhá, các bạn học sinh nhóm kín thì tham gia cái chương trình này kết hợp với nội dung nhóm kín của mình. Chương trình này sẽ bổ trợ cho những nhóm của chúng ta. Ok, cô rồi, cô chào bạn bốn lá. Chào các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Em đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nghe này, bình thường cái buổi học mà tủ sâu cầm chắc 6-7 này thì nó sẽ có cả một bài đọc 5 câu nữa cơ. Tuy nhiên thì với cái chương trình buổi sáng này là buổi đầu tiên chứ, là buổi sáng như này đúng không ạ? Nên là cô cũng chưa không chắc được là các bạn có học được thời gian dài không. Vậy mà hôm nay cô cắt cái bài đọc 5 câu, nhờ cô và cô sẽ chữa bù vào buổi sau. Sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu này. Những cái phần nội dung mà cô cho anh đưa vào cái buổi học hôm nay là những cái phần nội dung kiến thức cơ bản, nên em thấy là bởi vì cô chia theo cái mức độ đề hàng ngày, nên là em sẽ thấy rằng là cái bài mà tủ sâu cầm chắc 9 cộng sẽ là cái bài khó nhất, đúng không ạ? Thế còn cái bài mà tủ sâu cầm chắc 6-7 sẽ là bài dễ nhá. Nhưng mà em nhớ cho cô như sau này, để mà chạm tới cái mức độ 8-9 thì em phải bước qua cái ranh giới 6-7 đấy trước, được không ạ? Bắt đầu học này. Bài hôm nay của chúng ta dễ, ok, được chưa? Miễn là làm sao khi cô chữa xong hết cái số câu này, đúng không ạ? Mà em làm đúng hết cái số này là yên tâm, được không ạ? Với cái câu số 1 và câu số 2, kiểm tra em kiến thức về phần phát âm nhá. Trưa nay cô cho anh sẽ đăng tài liệu tủ sâu của buổi 5-6, tức là buổi tủ sâu về 8 cộng 9 cộng, được không ạ? Rồi, với cái câu số 1 theo cách phát âm của đuôi ED, nhớ là trong tiếng Anh những từ có đuôi ED mà tận trước nó là T hoặc D nó sẽ được phát âm là ED. Vậy thì với cái câu số 1 cô chọn được ý B, được không ạ? Thế còn với cái câu số 2 sẽ là phần phát âm của nguyên âm. Cái phần này thì tối nay nhóm chuyên đề 9 sẽ được học nhớ, được không ạ? Với cái câu số 2 cô có ý A. Chợ ý A đọc là threat. Chợ đọc là threat. Âm đấy của cô sẽ được phát âm là âm E, được không ạ? Rồi, thế còn ý B thì sao? Chợ ý B chúng ta có với cái từ sau, với từ creature. Hiệu với cái từ creature thì âm đấy của cô sẽ là âm I, được không ạ? Rồi, thế còn ý C với cái từ sau này, ý C với cái từ là, với từ beach, âm đấy của cô cũng là âm I. Vậy thì cô sẽ khoanh được câu 2 là ý A. Ok chưa? Nhá. Sau câu số 2 chuyển cho cô sang với cái câu số 3. Với cái câu số 3 chúng ta sẽ có như sau này. Ok, ở trong cái chương trình này cô thấy có một số bạn như là bạn Vũ Quỳnh Hương, cô thấy bạn Vũ Như Quỳnh, đúng không ạ? Cô thấy có một số bạn là học sinh của nhóm 9 cộng. Với cái chương trình này thì nó khá là đơn giản với nhóm 9 cộng, thì nhóm 9 cộng có thể không cần tham gia chương trình này đâu. Đó. Với cái câu số 3 và câu số 4 sẽ là kiến thức về trọng âm. Trong đề thi chuẩn của bộ sẽ có một câu là trọng âm theo phiên âm, một câu trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi. Và thường cái từ mà có hai âm tiết chúng ta sẽ áp dụng theo cái quy tắc là trọng âm theo phiên âm nhớ. Cô sẽ xác định với câu 3 là trọng âm đối với từ hai âm tiết này. Cô sẽ xác định ý D trước. Ý D của chúng ta tới đọc là, từ đấy của chúng ta đọc là, đọc là expect. Đọc là expect.
thì cô sẽ thấy được là âm cuối nó kết thúc bằng CT2 phụ âm. Thì là mình có quy tắc là cho âm ưu tiên rơi vào âm cuối nếu kết thúc với nhiều hơn một phụ âm. Vậy này cô sẽ rơi vào âm tiết thứ hai nhá. Rồi tiếp tục này. Ý B với đuôi URE không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Vậy trọng âm rơi âm tiết đầu. Cho ý A với đuôi CT2 phụ âm nhận trọng âm rơi âm tiết thứ hai. Sau đó cô khoanh được câu 3 là ý B. Rất là đơn giản nhá. Sau câu số 3 chuyển sang câu số 4. Với câu số 4 chúng ta có là từ 3 âm tiết trở lên mình có thể áp dụng theo cái quy tắc của âm đuôi nhá, theo quy tắc của đuôi này. Thì cô sẽ thấy ý A với đuôi IC. Đến giờ phút này mấy quy tắc về trọng âm mình thuộc rồi, đúng không? Mình có quy tắc là đuôi IC sẽ làm trọng âm rơi vào trước âm đó. Cô có từ sau. Cô có từ specific. Giờ cô sẽ có specific. Nó rơi vào trước âm đó, âm tiết thứ hai của từ. Ý B những từ có duration. Ý C những từ có duration. Trọng âm rơi vào trước âm đó. Giờ vậy thì ý B nếu mà rơi vào trước duration thì nó sẽ rơi vào đâu? Nhờ với cái từ sau này. Với từ solution, trọng âm sẽ rơi vào lu âm tiết thứ hai. Convention cho ông giờ ven âm tiết thứ hai. Do đó cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý D. Nhờ ý D với đuôi IC, IC cho ông giờ trước âm đó, âm thứ ba là âm đó là âm thứ ba của từ. Được không ạ? Ok ok chưa? Nhớ. Rồi. Xong câu số 4 chuyển sang câu số 5. Em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu số 5, em có thể gọi tên được lý thuyết của cái phần này chính là kiến thức về trật tự tính từ trong tiếng Anh nhá. Trật tự tính từ trong tiếng Anh thì em viết cho cô cái quy tắc trật tự này ra. Được không ạ? Rồi với cái quy tắc về trật tự tính từ trong tiếng Anh này, sau khi em viết được cái quy tắc này ra, em xét cho cô một phương án. Lấy phương án nào cũng được, lấy một phương án để xét thôi nhá. Dạ cô sẽ có, cô lấy phương án IA. Dạ IA về từ black. Dạ nó là color, màu sắc. Đúng không ạ? Màu đen mà. Rồi tiếp tục này, cô sẽ có với cái từ sau. Với cái từ đó là từ, với từ wooden là bằng gỗ, vậy nó là material, là chất liệu, đúng không ạ? Rồi tiếp này, xếp tiếp cho cô còn cái từ còn lại nữa nhớ. Với cái từ đó là từ European, với từ European là châu Âu, vậy nó thuộc về nguồn gốc, vậy trật tự của nó sẽ phải là color đứng đầu này, đúng không ạ? Xong đến gì ạ? Nguồn gốc, xong mới đến chất liệu à, nhớ. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 5 của chúng ta là ý C, được không ạ? Được chưa? Nhớ. Câu số 5 cô chọn được ý C. Ok chưa? Sau câu số 5 chuyển sang câu số 6. Câu số 6 sẽ là cái câu kiểm tra kiến thức về phần phần từ hiện tại, phần từ hoàn thành. Không biết là có cái nào của tổng môn 8 đang học cái chương trình này không ạ? Cái phần, cái buổi riêng, cái buổi tủ sâu cầm chắc 6-7 ấy, thì ở đây cái phần này đặc biệt phù hợp với tổng môn 8. Bởi vì cái nhóm tổng môn 8 thì các bạn ấy cũng đang học những cái nội dung như này ở cái giai đoạn hiện tại này. Ok. Được chưa? Đây là với cái phần nội dung mà tủ sâu cầm chắc 6-7 thì các bạn team tổng môn 8 có thể sắp xếp thời gian để tham gia cùng với các anh chị nhá. Đấy chứ, chúng ta bây giờ cũng đang ở cái giai đoạn là cầm chắc 6-7 rồi, đúng không ạ? Rồi với cái phần về với cái phần về phân từ hiện tại, phân từ hoàn thành, nhớ cho cô cái lý thuyết sau này. Khi hai mệnh đề đồng chủ ngữ, ta có thể bỏ chủ ngữ của mệnh đề đầu và đổi động từ chính về dạng verbing hoặc là having cộng phần từ hai với mệnh đề mang nghĩa chủ động. Nhớ, đưa động từ chính của mệnh đề đầu về dạng verbing khi hai hành động xảy ra nối tiếp nhau. Nhớ. Thế còn đưa động từ chính của mệnh đề đầu về dạng là having cộng phần từ hai khi muốn nhấn mạnh xảy ra xong một hành động này rồi mới tới hành động kia. Đó không ạ? Bây giờ em sẽ quay lại cho câu này. Với cái câu số 6, nhớ, câu của chúng ta không có chủ ngữ. Chứ khi mà nó không có chủ ngữ thì động từ nó sẽ không được chia theo thì của câu. Chứ ý C động từ chia thì hiện tại an thành lên C sai. Chứ ý A người ta dùng being cộng phần từ hai là bị động của danh động từ. Vị trí ở đầu câu này cô nó là phân từ hiện tại nên cô sẽ bỏ được A, bỏ được C. Bây giờ cô chỉ còn B và D thôi. Người ta dùng to cộng với nguyên dạng đứng ở đầu câu để chỉ mục đích. Chứ người ta không dùng to cộng với have cộng phần từ hai đứng ở đầu câu. Nên ý D của ý B của cô cũng sai. Bằng phương pháp loại trừ cô chọn được câu đấy sẽ là ý D. Được chưa? Chưa cần xét là xảy ra nối tiếp nhau với lại xảy ra trước sau gì, cô đã chọn được ý D rồi. Bằng phương pháp loại trừ, cô có động từ sau. Cô có động từ rescue nghĩa là giải cứu. Vậy dịch là sau khi đã giải cứu 4 người khỏi chết đuối, đúng không? Người đồng nó được nhận huy chương vì sự dũng cảm. Nhớ, được không ạ? Như câu 6 cô chọn được câu đấy là ý D. Sau câu số 6 chuyển cho cô sang câu số 7. Với cái câu số 7 sẽ là cái câu kiểm tra em kiến thức về phần liên từ. Ok không ạ? Nào câu số 7.
sẽ là cái câu kiểm tra em kiến thức về phần liên từ. Đó ạ, thấy nhá. Với cái câu kiểm tra em kiến thức về phần liên từ thì em xét cho cô xem là ở cái vị trí sau cái chỗ trống này của em nó là mệnh đề hay là cụm danh từ đã. Em nhớ cho cô là nếu nó là cụm danh từ nó sẽ không có động từ chia thì câu. Ở đây cô thấy có động từ is đang chia thì ở tại đơn, đúng không ạ? Vậy có động từ có chủ ngữ thì nó sẽ được gọi là một mệnh đề. Đấy nhá. Nhờ với cái phần nội dung này buổi trước cô giảng kỹ rồi nên hôm nay cô sẽ giảng qua thôi. Chứ nếu là mệnh đề thì cô sẽ không chọn A, không chọn C nhá. Thứ nhất là A bằng C, sorry AB, sorry AB CD nhá. Đó ạ. Với cái câu này cô sẽ không chọn A, không chọn C. Đó ạ, bởi vì A với C bằng nhau và A với C theo sau bởi một cụm danh từ cơ nhá. Bây giờ cô sẽ còn B và D. B và D thì về cơ bản nó đều theo sau bởi một mệnh đề nhưng nó chỉ khác nhau về nghĩa thôi. Với cái từ sau này. Chợ với cái từ although nghĩa là mặc dù. Đúng không? Anh này cô là mặc dù. Thế nhá. Rồi thế còn ý D thì sao? Ý D với cái từ nhận đó là từ gì đấy ạ? Với từ because nhận nghĩa là bởi vì. Bây giờ em sẽ chọn ý B hay ý D thì cô sẽ có như rồi. Cứ có homeschooling nghĩa là gì? Việc học tại gia, đúng không ạ? Hiện tại bây giờ rất là thành công. Nhưng mà nhiều người vẫn tin vào cái lợi ích của việc học truyền thống, việc việc học tại đến lớp học truyền thống ấy ạ. Vậy thì ở bên kia người ta nói rằng là cái việc học tại gia rất là thành công, đúng không ạ? Nhưng mà nhiều người thì vẫn tin vào cái lợi ích của cái mô hình lớp học truyền thống. Vậy thì ở đây chúng ta cần một từ mang nghĩa là mặc dù chứ không phải là bởi vì. Do đó cô chọn được câu số 7 của chúng ta là ý B. Ok chưa? Xong chưa? Rồi, xong câu số 7, chuyển cô sang câu số 8. Nói chung là cái phần nội dung này của chúng ta nó khá là nhẹ nhàng thôi. Ok, nào xong câu số 7, chuyển cô sang câu số 8. Với cái câu số 8, em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nhớ, với cái câu số 8 sẽ là kiểm tra em kiến thức về phần câu hỏi đuôi. Chợ với cái câu hỏi đuôi này thì em sẽ lưu ý cho cô một xíu này. Nhớ, với cái câu hỏi đuôi này nó sẽ không nhẹ nhàng giống như cái câu hỏi đuôi của buổi trước đâu. Em căn cứ bằng từ sau. Chợ căn cứ bằng từ believe. Ok, lưu ý cho cô đến cái phần lý thuyết sau của hỏi đuôi. Nhớ, đợi cô một xíu này. Chợ cô sẽ giống cho em cái phần lý thuyết sau của hỏi đuôi. Nhớ, câu hỏi đuôi, câu hỏi đuôi. Chợ phần số 21 trong 182. Đợi cô một xíu. Cô sẽ chiếu cho em cái phần lý thuyết này. Nhớ. Trang 182. Rồi. Ở cái phần câu hỏi đuôi này em sẽ lưu ý cho cô như sau này. Đó là chúng ta có một cái lý thuyết. Đó là câu đầu của chúng ta mà có I cộng với các động từ sau thì mình sẽ thấy nó có mặt của từ gì đấy ạ? Chợ mình thấy có mặt của từ believe. Chợ với câu đầu mà I cộng với believe, hiểu ạ? Thì chúng ta sẽ lấy mệnh đề phụ để làm câu hỏi đuôi. Nhớ, đúng không ạ? Thế vậy, nếu động từ ở mệnh đề chính có cái từ not thì vẫn tính như là ở mệnh đề phụ. Nhớ, vậy thì bây giờ cô sẽ có quay lại cho cô vào cái câu này. Chợ cái câu này có động từ believe, đúng không ạ? Động từ mệnh đề chủ ngữ ở mệnh đề chính cô là ai? Vậy thì cô sẽ lấy mệnh đề sau làm hỏi đuôi. Chợ mệnh đề chính của cô có phủ định thì cô sẽ vẫn tính như là phủ định của mệnh đề sau. Vậy suy ra ở đây cô phải là khẳng định. Do đó cô chọn được câu 8 là ý B. Đó không ạ? Đấy nhá, tôi không tin là chúng ta có thể thắng được cuộc đua này, phải không? Được không ạ? Sau câu số 8, chuyện cô sang câu số 9. Chợ với cái câu số 9 là câu kiểm tra kiến thức về giới từ rất là đơn giản. Căn cứ cho cô bằng 201 là 5, đúng không? Người ta có cái quy tắc là giới từ in thì đi với các buổi trong ngày nhá. Giới từ in đi với tháng. Chợ giới từ in đi với năm nhá. Giới từ in đi với mùa. Nhá vào giới từ in đi với các hướng nhá. Phải chưa? Vậy thì ở đây cô sẽ chọn được đáp án của câu số 9 là ý B. Ok không ạ? Nhá, nói chung là nội dung cầm chắc 67 của chúng ta rất là nhẹ nhàng thôi. Ok. Được chưa? Với cái câu số 9 chúng ta có cái cấu trúc sau. Với cái từ graduate thì với giới từ from tốt nghiệp từ đâu? My sister. My sister graduated from university. Ok. Với cái câu số 10. Với cái câu số 10 chúng ta sẽ xem cho cô xem là cái câu này sẽ thuộc phạm trù kiến thức gì nhá. Ok chưa? Với cái câu số 10 em sẽ căn cứ cho cô bằng cái dấu hiệu cuối câu này, đúng không? Với từ last này, tối hôm qua là dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Nếu là quá khứ đơn thì cô sẽ bỏ được ý A, đúng không ạ? Cô sẽ bỏ được ý A vì cô là bị động ý tại đơn.
Nhớ cô sẽ bỏ được ý C vì C là bị động của thi hiện tại hoàn thành. Nhớ bây giờ cô sẽ chỉ còn ý B là chủ động của thi quá khứ đơn hoặc ý D là bị động của thi quá khứ đơn. Như vậy là Nguyễn Thúc Thủy Tiên của Việt Nam đã được đúng không ạ? Gọi tên là gì ạ? Là gì đấy? Là gì ạ? Đã được gọi tên là Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 đúng không ạ? Và tối qua. Vậy thì với câu hỏi dịch là Nguyễn Thúc Thủy Tiên được gọi tên chứ không tự mình gọi tên. Vậy nó sẽ phải là bị động. Bị động của quá khứ đơn cô chọn được. Câu số 10 là ý đây. Sau câu số 10 chuyển sang câu số 11. Với câu 11 sẽ là cái phần kiến thức về phần mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Thì em nhớ cô ấy rồi, với cái phần mệnh đề trạng thời gian, đầu tiên em xét cho cô sự phối thì chưa? Chợ đầu vế để cô chia tương lai. Suy ra mệnh đề trạng thời gian của cô không thể chia thì quá khứ được. Ý A với thì quá khứ hoàn thành sai. Ý C với thì quá khứ tiếp diễn sai. Ý B với thì quá khứ đơn sai. Vậy cô chọn được ý D bằng phương pháp loại trừ. Xong câu số 11 chuyển sang câu số 12. Câu số 12 của chúng ta sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về phần từ loại. Thì với cái câu số 12, em sẽ căn cứ vào cái vị trí chỗ trống xem là ở đấy là cần cái từ loại là gì, căn cứ bằng từ sau. Căn cứ bằng từ there là tính từ sở hữu. Thì cô có quy tắc là sau tính từ sở hữu cộng danh từ. Nếu cộng danh từ cô sẽ bỏ ý D bởi vì đuôi đi là đuôi của trạng từ. Trạng từ được cấu tạo bởi tính từ cộng với ly thì tạo thành trạng từ. Vậy nếu ý D bỏ ly thì cô sẽ suy ra ý A sẽ là tính từ. Nhưng cô sẽ không chọn ý A, không chọn ý D. Bây giờ cô còn B và C. Chứ là ý B với đuôi TI là đuôi của danh từ. Vậy thì ở đây cô cần danh từ nên cô chọn được ý B. Đúng ạ. Ý C đuôi AT là đuôi của động từ. Nhớ. Ok chưa? Vậy là với cái câu về từ loại như này, em chỉ cần xác định như cô thôi là em làm chuẩn rồi. Nhớ cô có từ sau này. Cô có từ creativity, nghĩa là gì? Nghĩa là sức sáng tạo. Vậy là cái việc học theo dự án này, đúng không ạ? Cung cấp những cái cơ hội tuyệt vời cho học sinh để phát triển cái sự sáng tạo của họ. Nhớ, vậy thì với câu số 12 cô chọn được ý B. Nhớ, óc sáng tạo, sự sáng tạo. Sau câu 12 chuyển sang câu số 13. Với cái câu số 13 sẽ là cái câu kiểm tra em kiến thức về phần thì và sự phối thì. Căn cứ cho cô bằng Gwen chắc chắn nó phải đảm bảo về sự phối thì. Nhờ sự phối thì em sẽ căn cứ cho cô bằng động từ phía sau. Nhớ căn cứ cho cô bằng cái anh động từ này. Nhờ anh đấy rất là đặc biệt. Tại sao cô bảo đặc biệt? Vì cô có là dạng hiện tại, dạng quá khứ và dạng phân từ của nó đều giống nhau. Đúng không ạ? Nhờ cô có cụm từ shutdown nghĩa là gì? Nghĩa là sập nguồn. Nhớ nghĩa là tắt. Vậy thì ở đây với chủ ngữ là computer. Nhớ. Đúng không? Em xem cô đấy bởi vì cái động từ shut nó vừa hiện tại, dạng hiện tại, dạng quá khứ và dạng phân từ của nó đều như vậy. Vậy thì chúng ta phải xem cho cô xem là ở đây chúng ta là dùng hiện tại hay quá khứ nhé. Căn cứ bằng từ sau, căn cứ bằng từ computer là danh từ số ít. Nếu giả dụ là hiện tại nó phải có s, vì nó không hiện tại, nó vì nó không có s thì cô sinh ra nó là thì quá khứ. Cô sinh ra nó là thì quá khứ đơn. Vậy thì nếu theo cái nguyên tắc về sự phối thì mệnh đề trạng ngữ gian mà chia quá khứ đơn, mệnh đề còn lại không chia hiện tại được. Cô bỏ ý A với hiện tại tiếp diễn, bỏ ý B với hiện tại đơn. Cô chỉ còn C và D thôi. Nhận câu hỏi dịch. Nhận dịch là anh ấy đang viết báo cáo thì máy tính của anh ta đột nhiên sập nguồn. Vậy là một hành động đang diễn ra thì có hành động khác xen vào. Nhận cái hành động mà điện à, cái hành động mà máy tính sập nguồn là hành động xen vào. Thế còn hành động mà anh ta đang viết báo cáo là hành động đang diễn ra. Vậy thì cái chỗ hành động đang diễn ra này cô sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn. Đúng không ạ? Rồi với cái câu số 14 sẽ là cái câu kiểm tra em kiến thức về cái phần đó là cái phần về 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 phần so sánh đúng không? Với phần so sánh thì căn cứ cho cô bằng vế đằng sau the longer thì nó sẽ là the cộng với tính từ hoặc trạng từ nhớ tính từ hoặc trạng từ ở dạng so sánh hơn cộng với chủ ngữ verb phải bên này cô sẽ phải là the cộng với tính từ hoặc trạng từ ở dạng so sánh hơn cộng với chủ ngữ verb. Nhớ vậy thì ở bên này cô sẽ có như sau, bên này cô có là the longer thì bên kia cũng sẽ phải là the. Thì cô sẽ bỏ được ý C và ý D. Nhớ, được không ạ? Rồi, cô sẽ bỏ ý C và ý D. Tại sao? Nhớ, bởi vì sao này? Rồi, C và D không có the. Vậy cô sẽ chỉ còn A hoặc B thôi. Nhớ, theo cái quy tắc của cô nó phải là the. Cộng với tính từ dạng so sánh hơn cơ. Thì cô lại có là the most. Là so sánh nhất rồi. Nên là cô sẽ chọn được ý B. Được không ạ? Đấy nhá. Xong câu đấy chuyển cho cô sang với câu 15 và câu 16. Câu 15 và câu 16 sẽ là phần về phát hiện lỗi sai. Trong đề thi của em sẽ có 3 câu về phát hiện lỗi sai. Nhưng mà trong cái mục tiêu 67 ấy, thì cô chỉ đưa hai câu phát hiện lỗi sai thôi. Đó là hai câu sai về ngữ pháp. Thế còn đến cái mục tiêu 9 cộng thì chúng ta sẽ xét cái câu sai về từ vựng. Đúng không ạ? Ok.
Với cái câu số 15 và câu 16, em ấy chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, nào với câu số 15 và câu số 16, em ấy chọn được câu này là ý gì? Nói chung là cái phần này nó khá là đơn giản, đúng không ạ? Với cái câu số 15 này, nó dịch là giáo viên đã tạo ra một cái cuộc bỏ phiếu, đúng không ạ? Giáo viên đã tổ chức bỏ phiếu và bảo học sinh của cô ấy là bầu cho cái chương trình mà họ thích. Dạ, vậy thì cô sẽ thấy được là giáo viên nhớ cô có từ teacher nhớ với her cô ấy rồi, vậy cô sẽ hiểu rằng đây là cô giáo đúng nhá. Vậy thì ở đây tự nhiên lại có he ở đây là có vấn đề rồi. Vậy là giáo viên đã tạo ra cái cuộc bỏ phiếu đấy đúng không? Giáo viên đã tổ chức cái cuộc bỏ phiếu đấy và bảo học sinh của cô ấy là hãy vote cho cái chương trình mà học sinh của cô ấy yêu thích. Vậy cô sẽ thấy là học sinh là danh từ số nhiều nên là ý D của chúng ta sai, phải sửa cho cô Thánh đây. Ok rồi, với cái câu số 6 này, câu 16 này, căn cứ bằng yesterday là dấu hiệu của thì quá khứ. Vậy đương nhiên ý A của cô sai. Chờ tôi đề chúng ta phải thêm ED vào mới đúng. Đúng ạ, thêm ED vào cho cô. Nhá, xong chưa, xong chưa? Nhá, nó khá là nhẹ nhàng thôi ạ. Xong chưa, xong chưa? Rồi, xong câu đấy chuyển cho cô sang với cái dạng bài tập sau. Với cái dạng bài tập đọc điền, em thân mến, cái dạng bài tập đọc điền trong đề thi chính thức của chúng ta nó sẽ có ba câu sai về, sorry, dạng bài tập đọc điền trong đề thi chính thức nó sẽ có là ba câu về ngữ pháp và hai câu về từ vựng. Thì ở cái mục tiêu 67 này cô sẽ chỉ dùng ba cái câu về ngữ pháp thôi nhớ. Thế còn cái mục tiêu 89 thì cô sẽ đưa một bài đọc hoàn chỉnh nhớ. Với cái bài tập đọc điền này, bởi vì các thông tin của mình bị khuyết nên là em nhớ là với cái bài tập đọc điền này chúng ta sẽ không đọc dịch. Mà em nhìn cho cô phương án trước. Chợ nhìn vào phương án thì em sẽ thấy là bốn cái phương án này của chúng ta, đúng không? Ở cái câu 17 này, bốn phương án này. Nhờ chúng ta có thể suy ra được là câu này sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về lượng từ. Nhớ ở ở ở trên TikTok của cô ấy ạ, cô cho anh có làm cái phần video hỗ trợ cái cách sử dụng của những cái lượng từ này rồi, em có thể tham khảo. Chợ bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự khác nhau giữa các lượng từ này. Thì cô sẽ có như sau với cái từ. Chợ với cái từ most, nó sẽ cộng với danh từ nhá, thì nó sẽ bằng với cái anh sau. Chợ nó sẽ bằng với cái anh là most, đằng sau nó cộng với the, hoặc tính từ sở hữu cộng với danh từ nhá. Rồi thế còn ý C thì sao? Chợ với cái anh là most cộng với danh từ bằng most cộng với the, tính từ sở hữu cộng danh từ ấy, nghĩa là hầu hết nhá. Rồi thế này cô sẽ có đến cái từ tiếp theo nhá, với cái từ sau này. Với cái từ mostly nghĩa là chủ yếu là, vì nó là trạng từ, được không ạ? Rồi tiếp này cô sẽ có với cái từ sau, với cái từ đó là từ, với cái từ almost nghĩa là hầu như, gần như. Anh này cô cũng là trạng từ, hai từ này đều là trạng từ nhưng nghĩa nó khác nhau này. Nhớ ý D của chúng ta với cái từ đó là từ, với từ almost anh này cô nghĩa là hầu như, ok nghĩa là gần như. Thế còn từ mostly nghĩa là chủ yếu là, nhớ chủ yếu là, được không ạ? Vậy thì với cái câu này nhợ chúng ta sẽ có như sau. Nhợ hôm nay cô Trang Anh đang bị cúm nhưng mà giọng của cô nó rất là đều. Với cái câu số 17, thực ra là hôm qua cô Trang Anh bị ốm nên là cô phải nghỉ cái buổi tối qua. Cô phải quay video hỗ trợ cho các bạn là vì thế nhá. Chứ còn thực ra ở cái giai đoạn này thì cô không muốn bỏ lỡ, không muốn nghỉ của các bạn bất cứ một buổi nào cả. Đó, chúng ta sắp tới đích rồi, cố lên. Nhợ cô sẽ có với cái từ sau. Nhờ, căn cứ bằng từ professor nhé. Căn cứ cho cô bằng cái từ, đó là từ, bằng cái từ professors nghĩa là chuyên gia, đúng không ạ? Vậy thì ở đây cô nó là danh từ, giờ dịch là theo như hầu hết các chuyên gia, được không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có như sau. Thì à, theo như hầu hết các chuyên gia, vậy thì cô sẽ cần ở đây một từ mang nghĩa là hầu hết nhá. Thì cô sẽ không chọn ý C với nghĩa là chủ yếu là. Chợ mà ở đây của cô này nó đứng sau danh từ cơ thì cô sẽ không dùng cái anh ý C D. Nhờ cô sẽ còn hai sự lựa chọn là A hoặc B, sự khác nhau ở chúng này. Chợ ý A với cái từ sau. Nhờ ý A với cái từ đó là từ. Chợ với cái từ most bằng nhờ sau most phải có the, phải có the hoặc tính từ sở hữu xong mới đến danh từ. Ngược lại thì với cái anh là most nó sẽ cộng với danh từ luôn. Vậy ở đây cô sẽ thấy là không có mạo từ và cũng không có tính từ sở hữu gì cả. Vậy chắc chắn là cô sẽ chọn được câu 17 là ý B nhớ. Riêng cái phần lượng từ này nhận thì nó sẽ có khoảng 6-7 loại nhận. Bạn nhớ cô là cái phần này cô Trang Anh đã làm ở trên cái, làm những cái video siêu ngắn ở trên TikTok rồi, các bạn có thể qua xem giúp cô nhớ.
À, chạ, rồi sau câu số 17 chuyển sang câu 18. Với câu 18 em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này thì chúng ta thấy rằng là câu này sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về liên từ. Thực ra đây là một cái đề thi, đây là một cái bài tập đọc điền trong cái đề thi chính thức. Chạ, cô lấy cái bài đọc điền đó ra và cô thiết kế lại câu hỏi thôi. Bởi vì là trong cái đề thi chính thức thì nó sẽ có là trong cái bài đọc điền nó sẽ có 3 câu về ngữ pháp, 2 câu về từ vựng. Nhưng ở cái mục tiêu 6-7 thì cô chỉ nhấn cái phần về từ về ngữ pháp thôi. Nên là cô lấy cái bài đọc của bộ và cô thiết kế lại nhá. Với cái câu số 18 là câu kiểm tra em kiến thức về phần liên từ. Với cái câu về liên từ này em sẽ phải biết nghĩa của các liên từ này trước. Cô sẽ xét từ ý đê xét về với cái từ sau. Chợ với cái từ and. Giờ anh này cô nghĩa là và, chắc là bạn nào cũng biết rồi đúng không ạ, chẳng cần phải cô bảo. Rồi thế còn ý C với cái từ sau, nhớ với cái từ. Nhớ cô sẽ có với cái từ sau này từ so, nhớ với cái từ so là vì vậy. Chợ với cái từ but là nhưng, nhớ. Thế còn ý A nghĩa là mặc dù. Ok chưa? Rồi vậy thì với cái câu số 18 sau khi em xét nghĩa được của các liên từ này rồi, em sẽ phải áp nó vào ngữ cảnh của câu này, nhớ. À, chợ em nhớ là bản chất của liên từ là liên kết câu. Vậy thì em sẽ phải đọc cho cô từ thông tin phía trước, lối sang thông tin phía sau. Đặc biệt là cái từ này của em đứng ở đầu câu. Thì em sẽ phải liên kết từ cái câu trên xuống câu dưới. Em dịch cho cô, em dịch nhá. Theo như một số chuyên gia, theo như hầu hết các chuyên gia, thì những cái học sinh, những học sinh làm sao? Chú ý cho cô này, trong cái quá trình mà mình dịch ấy, thì mình có thể học từ mới, mình có thể tổng ôn từ mới luôn. Cô có với từ sau. Với cái từ mature nghĩa là chín chắn trưởng thành. Nghĩa dịch là theo như hầu hết các chuyên gia thì những học sinh mà trưởng thành đúng không ạ thì là những cái học sinh ý, lý tưởng nhỉ? Bởi vì sao? Bởi vì họ rất là hard working nhỉ? Họ làm việc chăm chỉ và họ tích cực tham gia mọi khía cạnh của cái quá trình học tập nhỉ? Nhỉ? Có từ majority nghĩa là gì? Nhỉ? Với cái từ majority nghĩa là đa số học sinh trưởng thành đều có cái xuất phát điểm là cái xuất phát điểm là rất là kém đúng không ạ? Xuất phát điểm về học tập ấy, tức là có cái gốc nhá, cái nền tảng học tập rất là kém nhá. Nhưng mà họ, chúng ta có cái cấu trúc là manager, ok, to do something, xoay sở để làm gì. Nhưng mà họ đã đúng không ạ, đã làm sao, đã cố gắng đúng không, họ đã đạt được đúng không ạ. Chúng ta có cái cấu trúc là manager, to do something nghĩa là xoay sở và thành công mà. Nhưng mà họ đã đúng không ạ, đạt được cái kết quả rất là tốt ở cái cấp đại học này. Nhá. Rồi tiếp này, rất là nhiều người trong số họ đúng không? Có công việc phải làm, có con cái phải chăm sóc, nhưng mà họ luôn có mặt nhá. Chú ý cho cô bằng cái anh sau này. Rồi, cô sẽ có với cái tính từ, với cái tính từ là với từ present. Rồi, cô có từ present nghĩa là gì? Có mặt ở những cái buổi hội thảo, những cái bài giảng đúng không ạ, và luôn làm sao, chú có cụm động từ handy nghĩa là gì? Lộp cái gì essay, bài tiểu luận on time, kịp, đúng giờ, đúng hạn. Vậy cô dịch cái giỏi, mặc dù rất là nhiều trong số những cái học viên là người học viên trưởng thành này, đúng không ạ? Mặc dù rất là nhiều trong số những học viên trưởng thành này có công ăn việc làm, đúng không ạ? Có việc phải làm, đúng không? Tức là vẫn đi làm, dịch như vậy. Mặc dù rất là nhiều học viên trưởng thành, đúng không ạ? Phải đi làm này, phải chăm sóc con cái này. Nhưng mà họ vẫn luôn có mặt ở những cái buổi hội thảo, những cái bài, những cái buổi hội thảo, đúng không ạ? Những, hoặc là những cái bài giảng. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cần một từ mang nghĩa là mặc dù nhưng, như là câu 18 cô chọn được ý A. Được không ạ? Sau câu 18 chuyển sang câu 19. Câu 19 sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về phần đại từ quan hệ nhá. Với cái anh là home và which, nó sẽ là đại từ quan hệ. Thế còn với cái anh là where và when, nó sẽ là trạng từ quan hệ. Hai cái này, hoặc là đại từ quan hệ hoặc là trạng từ quan hệ. Vậy thì em sẽ xem cho cô sau này. Ở đây mình sẽ dùng đại từ quan hệ hay trạng từ quan hệ thì em sẽ căn cứ cho cô bằng cái động từ sau. Thì ở đây cô có cái động từ take, ok, take, nó là động từ. Vậy suy ra phía trước động từ cô phải là chủ ngữ. Vậy nếu là chủ ngữ thì cô sẽ bỏ được C, bỏ được D. Bởi vì sao? Bởi vì CD là trạng từ quan hệ, mà trạng từ quan hệ phải thay thế trạng ngữ chứ không thay thế chủ ngữ. Nên cô bỏ C, bỏ D. Bây giờ cô chỉ còn A và B. Chứ A cho người, còn B cho vật. Rất là dễ để xác định rồi đúng không ạ? Ở cái câu này chúng ta có cái cụm động từ, cô có cái cụm từ là take place, nghĩa là diễn ra nhá. Vậy thì em xem cho cô là ở phía trước này nó sẽ là chỉ người hay chỉ vật. Nhờ thì em sẽ xét cho cô bằng cái danh từ ở ngay phía trước cái chỗ trống đó. Chờ với cái danh từ ngay phía trước cái chỗ trống đó thì em sẽ thấy có cái từ sau. Chờ thấy cái từ discussion nghĩa là gì? Chờ với cái từ discussion nghĩa là cuộc thảo luận, đúng không ạ? Ở lớp học. Vậy thì cuộc thảo luận là danh từ chỉ vật. Vậy nếu danh từ chỉ vật thì cô sẽ chọn được câu 19 là ý B, đúng không ạ?
Số 19 chuyển cô sang câu số 20. Câu số 20 lại tiếp tục một cái câu về lượng từ nữa. Nhá, em nhớ với cô là cái phần lượng từ là một cái phần mà chúng ta cũng phải học khá là nhiều chứ không đơn giản đâu. Học cho cô kỹ cái phần các, học cho cô cái cách dùng của các lượng từ này. Nhá, ý a này. Ý a với từ every cộng với danh từ số ít. Đúng không ạ? Rồi. Thế mà ở cái câu số 20 này, em lại thấy là kể cả không biết từ này nghĩa là gì nhá, nhưng nó có đuôi s, nó là đuôi của danh từ số nhiều, thì cô sẽ tự động bỏ ý a. Được không ạ? Rồi tiếp này, cô sẽ xét tiếp đến ý B nhá. Ý B của chúng ta với cái từ sau, trợ với cái từ là, với từ another cộng với danh từ số ít. Được không ạ? Vậy thì cũng tương tự như ý A, cô sẽ bỏ vì kia của cô là danh từ số nhiều. Tiếp nhá, bây giờ cô sẽ còn ý C và ý D nhá. Ý C của chúng ta với cái từ sau, với cái từ là much nhá. Nó sẽ là danh từ theo sau, nó sẽ là danh từ không đếm được. Đúng không ạ? Thế mà kia cô là danh từ số nhiều, vậy ý C cô cũng bỏ. Sau đó bằng phương lại trừ, cô chọn ý D, so many cộng danh từ số nhiều. Nhớ, đúng không ạ? Với cái câu số 21, giờ câu này của chúng ta sẽ là câu kiểm tra kiến thức về phần liên từ. Ok. Với cái câu kiểm tra kiến thức về liên từ, thì em sẽ phải xét nghĩa của các liên từ này trước. Nhớ, cô có như sau này. Ý D với cái từ sau, với từ whereas nghĩa là trái lại, trái với. Nhờ anh này có nghĩa là trái lại, trái với này, đúng không ạ? Xét từng anh một. Rồi, thế còn ý, đúng không ạ? Bạn thấy cô dạy như vậy có nhanh quá không ạ? Thì em thân mến, hôm nay cô cho anh dạy khá là nhanh đấy ạ, bởi vì cô thấy cái nội dung này nó tương đối dễ. Không biết là các bạn thấy cô dạy như vậy có nhanh quá không ạ? Nhớ ý C với cái từ sau, chứ ý C với từ because nghĩa là bởi vì. Ok. Rồi, bây giờ cô sẽ còn ý A hoặc là ý B mà thôi. Nhớ ý B với cái từ sau, trợ với từ nevertheless bằng với từ however, nghĩa là tuy nhiên. Đúng ạ. Rồi, thế còn ý A thì sao? Sáng nay không thấy link Facebook của mấy bộ vào đây học, đúng không ạ? Buổi tối cô dạy là có rất là nhiều các ban ngành bộ vào đây học, nhưng mà buổi tối, buổi sáng thì không có. Nhớ ý A với từ therefore, nghĩa là do đó, do vậy. Đúng ạ. Vậy thì ở đây cô đã bảo em là với liên từ em phải dịch câu. Nhớ, bạn thấy là cái phần hôm nay cô dạy, cô đã cố gắng làm cho nó đơn giản nhất như có thể. Nên là có những cái câu bạn thấy cô phải dịch, nhưng có những câu cô không phải dịch. Nhớ, với cái dạng bài tập về ngữ pháp, em có thể làm theo hướng như vậy, tiết kiệm thời gian. Nhớ. Trợ với câu này như sau này, nó dịch là on the other hand. Chúng ta cũng từ on the other hand, trái lại. Mặc dù nhiệt huyết là thế, đúng ạ, tận tâm là thế, nhưng mà những học sinh chỉ trưởng thành thì lúc nào cũng phải suffer. Chúng ta có cấu trúc là suffer from, trải qua, trải qua cái tình trạng lo âu. Thực tế là họ đã phải hy sinh rất nhiều thứ để mà có thể vào đại học. Cái việc, cái thực tế mà họ, cái việc mà họ đã phải hy sinh rất nhiều thứ để mà đi học đại học đấy, khiến cho họ bị áp lực, đúng không ạ? Phải thành công. Chúng ta có cái cấu trúc là, cái cấu trúc là put, okay, pressure on somebody. Cô có cái cấu trúc là put pressure on somebody to do something, nghĩa gây áp lực cho ai phải làm gì. Nghĩa là gì? Là cái thực tế rằng họ đã phải hy sinh rất nhiều thứ để đi học đại học ấy, khiến cho họ bị áp lực là phải thành công. Nhưng là sau cô lại có này, hoàn thành cái, đúng không ạ? Lấy được bằng, chúng ta gặp cái từ degree là bằng, đúng không ạ? Lấy được bằng đấy sẽ cho học sinh trưởng thành cái cảm giác là mình thành đạt, đúng không ạ? Thúc đẩy cái sự tự tin của họ và cải thiện cái viễn cảnh việc làm của họ, cải thiện cái tương lai triển vọng việc làm của họ. Vậy thì cô sẽ thấy như sau này. Chờ, chúng ta sẽ thấy được là ở phía trên thì người ta đề cập đến cái vấn đề đó là người trưởng thành có cái lo âu, đúng không ạ? Có cái áp lực học tập. Nhưng mà đằng ở cái mệnh đề dưới, ở cái câu dưới thì người ta lại bảo là khi mà lấy được bằng thì người trưởng thành, người học trưởng thành sẽ có cái cảm giác là mình thành công, đúng không ạ? Thúc đẩy, nó sẽ làm tăng cái sự tự tin của họ và cải thiện rất nhiều cái triển vọng nghề nghiệp của họ. Vậy thì cô sẽ thấy được là cái trên với cái dưới nó ngược nhau, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ có như sau này. Ở đây cô sẽ không dùng từ therefore với nghĩa là do đó, do vậy, đúng không ạ? Không dùng với nghĩa là bởi vì. Vậy cô sẽ còn tuy nhiên và trái lại. Thì cái này nó cũng không mang tính chất tương phản nhau, đúng không ạ? Nó chỉ gọi là thế, nó như thế này nhưng mà còn thế kia thôi, đúng không? Vậy nó, nếu như mà nó phải là tương phản, trái ngược nhau hoàn toàn cơ, thì mình mới chọn ý D. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được ý B, mà nghĩa là tuy nhiên, đúng không ạ? Dù là có cái bận tâm là vậy, dù có cái căng thẳng là vậy, tuy nhiên khi mà đạt được, đúng không ạ? Vẫn trong một cái đối tượng đấy, đúng không ạ? Khi mà đạt được, khi mà đã lấy được bằng rồi thì người ta lại cảm giác, đúng không ạ? Người ta sẽ không còn lo âu nữa, người ta sẽ cảm thấy tự tin trở lại, đúng không ạ? Người ta sẽ cảm thấy là mình thành công và người ta sẽ được, đúng không ạ? Có cái triển vọng việc làm nhá. Vậy thì với cái câu số 21 cô chọn được ý B. Câu số 22 và câu số 23 là câu về tình huống giao tiếp.
Em nhớ cho cô cái phần về tình huống giao tiếp này nó rất là đơn giản. Nó rất là đơn giản, cô phải nói là rất là đơn giản. Nên là riêng cái phần về tình huống giao tiếp em không bao giờ được phép sai. Nhớ. Tim nói chuyện với Peter, người bạn cùng lớp mới của anh ấy, trong lớp học. Chưa, Tim hỏi là how far. Nhớ cô dạy câu hỏi how far là bao xa. Chưa, nếu mà hỏi bằng how far thì trả lời cho cô phải bằng cái đơn vị đo lường, đúng không? Tiếp này, ý D của cô là 5 giờ trước không phải. Nhớ. Ý C là không quá đắt không phải. Chưa, ý B của cô là một chút là quá cũ không phải. Vậy cô sẽ chọn được ý A, khoảng 5 cây số. Nhớ, kể cả trong đề 2018 là cái đề mà được đánh giá là khó nhất thì cái dạng bài về tình huống giao tiếp này cũng rất là dễ, đúng không ạ? Rồi, với cái câu số 23. Ok. Xong nha, xong chưa? Ok. Ok, rồi, tiếp này. Với cái câu số 23, cô có như rồi. Jack và David nói chuyện về cái việc mà chúng ta có cái cụm từ là cụm từ take a gap year, nghĩa là gì? Chứ với cái cụm từ này của chúng ta có nghĩa là gì? Em thừa nhận nó như một cụm cố định, đúng không ạ? Với cái cụm từ sau. Chứ take a gap year nghĩa là gì? Nghĩa là bỏ ra một năm. Thường là cái khoảng thời gian mà từ lúc học xong cấp 3 tới, tức là bỏ ra một năm, cái năm ấy thường là cái giai đoạn chuyển giao từ cấp 3 vào đại học, hoặc là từ đại học đến, tức là năm cuối đại học, nghĩa là tốt nghiệp đại học và ra trường. Nhớ, nhớ cho cô này. Với cái anh sau, với cái anh là gap year, nghĩa là nó sẽ là cái khoảng giai đoạn chuyển giao là từ cấp 3 vào đại học, tức là học hết lớp 12 và chuẩn bị vào đại học và tốt nghiệp đại học và chuẩn bị đi làm. Nhưng mà thường là ở cái giai đoạn này thì người ta sẽ bỏ ra một năm, người ta không học tập, đúng không ạ? Người ta không học, người ta không làm để người ta dành thời gian đấy làm những cái gì mình thích. Nhá, đấy là bản chất của gap year là vậy. Vậy có sẽ có những sở Jack nói rằng là tôi nghĩ rằng là bỏ ra một năm, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là take a gap year, nghĩa là một cái hoạt động rất là tốn thời gian, lãng phí thời gian chứ. Nghĩa với cái anh là waste of time, nghĩa là lãng phí thời gian. David bảo rằng là cái nó sẽ cho những cái người mà chọn cái kiểu gap year đấy, nghĩa rất là nhiều những cái kinh nghiệm quý giá. Vậy xin ra là David không đồng tình với quan điểm của Jack đâu. Jack thì bảo rằng là cái việc mà bỏ ra một năm không học tập, không làm việc đấy là một cái hoạt động rất là tốn thời gian. Thế thì David lại bảo rằng là nó không phải là tốn thời gian đâu, đúng không? Mà nó cho những cái người trải nghiệm đấy rất nhiều kinh nghiệm quý giá. Vậy thì bạn không đồng tình với quan điểm đó. Thế ý ơi, cô là tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi đồng ý với bạn, không phải. Thế ý sẽ là đúng rồi, không phải. Đúng không? Vậy cô sẽ chọn được ý B. Nhưng tôi không đồng ý. Rồi, xong đấy chuyện với cô từ câu số 24. Chúng ta sẽ còn 5 câu ở dạng câu đồng nghĩa và dạng kết hợp câu. Em nhớ cho cô như sau, 5 cái câu này nó chỉ về ngữ pháp thôi và nó rất là dễ. Nhớ, tập trung cho cô. Với cái câu số 24 này, với cái câu số 24 sẽ là chuyển đổi giữa quá khứ đơn với hiện tại thành. Thì với cái dạng câu này, em nhớ cho cô như sau, với dạng câu này nhá, thì em sẽ dịch cái câu gốc cho cô trước. Dịch à? Lần cuối cùng cô ấy thăm quê nhà là 10 năm trước. Cứ có từ home country nghĩa là quê nhà. Nhớ với từ home country nghĩa là quê nhà. Lần cuối cùng mà cô ấy về thăm quê nhà là 10 năm trước. Suy ra là cô ấy đã không về thăm quê nhà 10 năm rồi. Cô chọn ý A luôn. Nhớ, được không ạ? Rồi, với cái câu số 25 này. Với câu số 25 sẽ là câu trực tiếp sang câu gián tiếp, đúng không ạ? Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, nhưng mà nhớ cho cô cái cách người ta dùng những cái từ mà chuyển đổi sắc thái ý nghĩa này. Đặc biệt với câu số 25, chú ý cho cô bằng từ sau. Chú ý cho cô bằng từ will là thì tương lai, đúng nhớ. Thì cô sẽ có như sau, với thì tương lai đơn, ngoài để diễn tả hành động sẽ xảy ra, đúng không ạ, trong tương lai. Ngoài để diễn tả dự đoán ra, thì nó còn dùng để diễn tả lời hứa. Như dịch là, tôi sẽ giúp bạn với cái việc rửa bát đấy, Mary bảo. Anh ấy nói rằng là Mary à, anh sẽ giúp em với cái việc rửa bát đấy. Vậy thì với sắc thái của câu này cô sẽ không chọn ý A. Tại sao lại vậy? Đúng không? Bởi vì đây là sắc thái của một lời hứa. Nhờ thì cô sẽ không chọn ý A. Tại sao cô lại bảo là với sắc thái của lời hứa cô không chọn ý A? Bởi vì cái cấu trúc sau. Chờ với cái cấu trúc là admit. Ok, cộng với verb thừa nhận làm gì? Anh ấy thừa nhận giúp Mary với cái việc rửa bát. Ý A không phải. Nhờ. Vậy nếu ý A không phải thì ý B có phải không? Em hãy xét cho cô cái động từ với cái động từ là chứ là động từ deny cộng với verb phủ nhận làm gì? Anh ấy phủ nhận giúp Mary việc rửa bát, không phải, đúng không ạ? Rồi, cô sẽ còn ý C và ý D thôi. Nhớ, ý D của chúng ta với cái động từ sau. Chứ với động từ refuse cộng với to verb từ chối làm gì?
Anh ấy từ chối giúp Mary việc rửa bát không phải. Vậy cô sẽ chọn được ý C bằng phương pháp loại trừ nhớ. Ý C với cái cấu trúc sau này, với cái cấu trúc là, với cấu trúc là promise cộng với to verb hứa làm gì. Nhớ. Anh ấy hứa giúp Mary việc rửa bát. Rồi xong câu số 27, 25 chuyển cô ra câu số 26. Với cái câu số 26, cái đoạn mà từ câu số 24 đến câu số 28 này của cô này là cô lấy ra từ trong đề thi chính thức nhờ, của các năm ra nhá. Với câu số 26 căn cứ bằng từ sau. Căn cứ bằng từ necessary là cần thiết nhờ, nó là cần thiết cho bạn để mà uống đủ nước mỗi ngày. Vậy suy ra là bạn nên uống đủ nước mỗi ngày. Thì cô sẽ không chọn ý C. Bởi vì sao? Vì cô có cái cấu trúc là needed cộng với nguyên dạng không cần thiết phải làm gì. Rồi cô cũng sẽ không chọn ý D. Bởi vì sao? Chọn ý D với cái anh là mustn't cộng với nguyên dạng không được phép làm gì, diễn tả sự cấm đoán. Nhờ, thế còn ý B cô cũng không chọn bởi vì sao? Với cái anh là may cộng với nguyên dạng có thể làm gì nhưng không chắc. Đúng không ạ? Có khả năng xảy ra việc gì nhưng không chắc. Nhờ, vậy thì cô sẽ chọn ý A bằng phương pháp loại trừ. Ý A với cái công thức là should cộng với nguyên dạng nên làm gì? Mang chất khuyên bảo. Nhờ. Vậy thì với cái câu số 26 này, nó sẽ là kiến thức về động từ khuyên thiếu. Được chưa? Ok chưa? Rồi cô sẽ còn câu số 27 và câu số 28. Hôm nay cô cắt mất một bài đọc. Ok, bởi vì cô sợ là thời gian không kịp chữa. Ok nào, với câu số 27 và câu số 28 em sẽ chọn được như nào đây ạ? Ok. Ok nào, với cái câu số 27 này, chợ với câu số 27, đây nó sẽ là dạng kết hợp câu đúng không ạ? Bố mẹ của anh ấy đi nghỉ rồi. Chúng ta có cái cấu trúc là be on holiday, đi nghỉ đúng không ạ? Bố mẹ anh ấy đi nghỉ rồi, anh ấy thực sự cần họ giúp bây giờ. Vậy thì cô sẽ thấy như sau, ý của cô là với điều kiện là bố mẹ anh ấy ở nhà thì họ sẽ có thể giúp anh ấy. Yeah. Thì bạn nhớ cho cô như sau, đây nó sẽ là giả thiết trái với thực tế ở hiện tại. Thì chúng ta sẽ không thể dùng hiện tại đơn như này được. Vậy chúng ta phải lùi thì lên ý A sai. Chứ ý B của chúng ta, người ta dùng cái động từ mà cô gạch chân này. Người ta dùng động từ là người ta dùng động từ là wish. Thì cô sẽ hiểu rằng đây sẽ là kiến thức về câu ước, mà câu ước trong chuyên đề về thức giả định, đúng không ạ? Em nhớ cô ấy sao ấy, ước cho hiện tại, em sẽ lùi về quá khứ. Là gì cả, anh ấy ước rằng bố mẹ anh ấy bây giờ ở nhà và có thể giúp anh ta. Thì cô chọn được ý B rồi, nhá. Ý C này, em có thể dùng câu điều kiện, nhưng mà em nhớ cho cô như sau này. Điều kiện mà diễn tả giả thiết trái với thực tế ở hiện tại chúng ta dùng loại 2 thôi. Ý D mà đưa về hẳn loại 3 là sai, đúng không ạ? Tại sao cô biết là loại 3? Bởi vì mệnh đề if mà chia quá khứ thành là loại 3 nhá. Thế ý C lại dùng loại 1 cũng không đúng. Vậy thì với 27 chỉ có ý B mà thôi. Câu này sẽ là thuộc chuyên đề về thức giả định. Nếu bạn nào mà còn đuối cái chuyên đề này học lại giúp cô nhá. Với cái câu số 28 chắc chắn là câu này sẽ là câu về đảo ngữ rồi. Đúng ạ. Đấy nhá. Với cái câu số 28 chúng ta có cái từ sau nhá. Chờ cô sẽ có với cái động từ sau này. Với cái động từ là chợ với cái động từ là contract nghĩa là gì? Nghĩa là chợ với cái động từ contract nghĩa là ký hợp đồng, nghĩa là ký kết giao kèo. Ngoài với nghĩa là ký hợp đồng, ký kết giao kèo ra thì cái động từ với động từ contract nó còn có nghĩa nữa, nó nghĩa là mắc bệnh. Được không ạ? Nhớ lưu ý này cô có này. Chợ sorry. Chợ với cái anh này nếu là danh từ nó đọc là contract. Thế còn nếu động từ nó đọc là chợ đọc là contract. Vậy thì ở đây cô sẽ thấy như sau, anh ta cuối cùng cũng đã mắc bệnh rồi, đúng không? Anh ấy mới be aware. Chúng ta có cái cấu trúc là be aware, ý thức được tầm quan trọng của cái biện pháp phòng bệnh. Only then, chị sau đó. Vậy cô sẽ có ý A với cái anh là but for. Nếu như không vì ý thức về tầm quan trọng của việc phòng bệnh thì anh ta đã mắc bệnh rồi. Không phải, anh ta mắc bệnh mất rồi, đúng không ạ? Nên ý A của chúng ta sai. Chứ ý B thì sao ạ? Ý B chúng ta sẽ có với cái cấu trúc sau nhớ. Với cái cấu trúc là với cái anh là hardly. Ok, hardly cộng với had cộng với chủ ngữ cộng với verb phân từ 2 nhờ, cộng với when cộng với chủ ngữ cộng với verb chia thì quá khứ đơn nghĩa là ngay khi vừa mới thì. Phiên dịch là ngay khi anh ta ý thức được những biện pháp phòng ngừa là cần thiết thì anh ta mắc bệnh. Nhưng mà ở đây thì ở cái câu gốc thì có nghĩa là anh ta mắc bệnh rồi, anh ta mới hiểu được cái biện pháp phòng ngừa, anh ta mới ý thức được tầm quan trọng của những biện pháp phòng ngừa đấy, nên ý B không phải, hiểu ạ? Tiếp này ý C của chúng ta là sao? Ý C cô sẽ có cái cấu trúc đảo ngữ sau. Để mà an toàn bạn chịu khó học hết tất cả những cái cấu trúc về đảo ngữ nhá. Chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta có cái cấu trúc sau. Chúng ta có cấu trúc là not until.
Như là cộng với time là thời gian. Dạ, hoặc là time close, mệnh đề thời gian. Rồi đằng sau nó sẽ cộng với mệnh đề đảo ngữ. Dạ, với cô sẽ có là he was aware of the importance of preventive measure. Toàn bộ cái này cô sẽ đóng vai trò là mệnh đề thời gian, đúng không ạ? Vậy là sau đó mệnh đề đảo ngữ, ngữ pháp nó rất đúng, xem ngữ nghĩa nó có đúng không. Mãi cho tới khi anh ta ý thức được tầm quan trọng của các biện pháp phòng ngừa, anh ta mới mắc bệnh. Vậy thì nếu mà viết như này sẽ hiểu rằng là anh ta ý thức rồi anh ta mới mắc bệnh, nhưng mà ở cái câu gốc của chúng ta là anh ta mắc bệnh rồi anh ta mới hiểu tầm quan trọng của biện pháp phòng ngừa, nên ý C không phải. Nhựa vậy thì bằng phương loại trừ câu 28 cô chọn được ý D. Ý D chính là cái cấu trúc sau này, sau only after cộng với một nhựa cộng với một mệnh đề nhớ. Nhựa đằng sau nó sẽ cộng với mệnh đề đảo ngữ. Vậy cô sẽ thấy là chỉ sau khi anh ta đã mắc bệnh rồi anh ta mới ý thức được cái như là những cái biện pháp phòng ngừa là cần thiết. Vậy thì với 28 nó đúng cả về mặt ngữ pháp, đúng là cả mặt ngữ nghĩa, nên cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý D. Ok, bạn thân mến, vậy là sau thời gian gần 1 tiếng cô Trang Anh đã hỗ trợ em xong cái chương trình buổi 4 tủ sau trước thi giúp 2K4 tổng ôn. Chợ với cái nội dung hôm nay chúng ta là cầm chắc 67. Ok, bạn thân mến, với cái phần nội dung mà cô Trang Anh vừa chữa, các bạn có thắc mắc gì không ạ? Ok, với cái chương trình buổi sáng cô Trang Anh chữa rất là mau lẹ, các bạn có thắc mắc gì không ạ? Em thân mến, với cái phần nội dung mà cô Trang vừa chữa, các bạn có thắc mắc gì không ạ? Có câu đảo ngữ là bị nhầm thôi. Ok, rồi. Rồi, ok. Không thắc mắc gì ạ. Ok. Rồi các bạn thân mến, nếu mà các bạn không thắc mắc gì nữa thì cô Trang xin phép dừng livestream tại đây nhé. Trưa nay cô Trang sẽ đăng tài liệu của 2 ngày tiếp theo. Các bạn nhớ làm tài liệu, làm bài tập trong tài liệu trước cái buổi học livestream của cô nhé. Tạm biệt các bạn.